Em Thiện xin chào toàn thể các bác ạ. Chào toàn thể anh chị em đến với vườn lan xứ Mường của em. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 6. Em Thiện lại có một số mặt hàng con giống phi điệp của Hòa Bình để gửi tới toàn thể anh chị em yêu lan cả nước sưu tầm cũng như là đầu tư kinh tế nha các bác nhá. Thì hôm nay vườn của em có hồng yên thủy, HO, Phú Thọ và mắt đỏ, mắt cua, nữ hoàng 28. Tất cả những con giống rất là khỏe và đẹp để gửi tới toàn thể các bác sưu tầm. Và giá cực kỳ là yêu thương nhé cả nhà nhá. Giá yêu thương, giá sập sàn luôn để anh em tiện sưu tầm như đầu tư. Thì bây giờ sẽ tránh mất thời gian của cả nhà. Thì em sẽ đi luôn vào những cái vận đơn của ngày hôm nay luôn nhé các bác nhá. Thì hôm nay em có những cái con kỳ mà 52 của dòng hồng mắt cua. Đây này các bác này. Hồng mắt cua thì anh em chắc là cũng không lạ lẫm về cái dòng hoa nữa rồi. Tối nay em livestream là sẽ quay dò mẹ anh em xem luôn. Còn bây giờ thì em sẽ quay hoa qua cái hình ảnh. Đây là hồng mắt cua nha các bác nhá. Đôi mắt nhỏ gọn, một trong những huyền thoại của những năm 2019, 2020. Thì với cái đơn hồng mắt cua, một cái thân già và một cái mầm gốc cái này, rất là khỏe đẹp cái này. Em chia sẻ với giá là 100.000. Đơn số 1 mở hàng ngày hôm nay. Em chuyển sang đơn số 2. Đơn số 2 cũng là đơn hồng mắt cua. 100.000 nha các bác nhá. Đây ạ. Đây, 100.000. Đấy, anh em thấy một viên bi thần thánh mà đẻ lên mầm gốc rất là khỏe đẹp, 100.000 cho đơn số 2 hồng mắt cua. Em chuyển sang đơn số 3 cũng là một viên bi này cả nhà này. Đơn này chắc là vẫn còn mắt ngủ ấy, nếu như mà hàng va thì anh em chắc chắn là sẽ khai thác thêm 2 kỳ nữa. Nhưng mà hàng thường này thì em không khai thác, về anh em tự khai thác nha các bác nhá. Đây ở khúc thân già này. Cái đơn số 3 này em bán 100.000 đơn hồng mắt cua này. Đơn hồng mắt cua này lá liếc gần guốc rất là đẹp. Em chuyển sang đơn số 4 cũng 100.000 cho đơn hồng mắt cua này nhỉ. Khỏe đẹp chưa anh em? Rất là khỏe đẹp luôn. Đấy ạ. Đấy, bây giờ em sẽ chuyển sang dòng nữ hoàng 28, một trong những dòng mặt hoa mà cực kỳ đẹp và cũng là dòng chủ lực tại vườn của em. Nếu mà xét ra nữ hoàng 28 năm ngoái còn đắt hơn năm này, trong Phú Thọ năm nay khá là nhiều, đắt hơn vài lần so với Phú Thọ năm nay. Mà năm ngoái anh em mà muốn mua được một cây nữ hoàng 28 chuẩn rất chi là khó khăn, bởi vì là chỉ có một số ít nhà vườn như kiểu bọn em thì mới có nhiều thôi, nhưng đa số gần như trên thị trường thì có rất là hiếm. Cho nên là nhiều anh em là đang bây giờ đang tranh luận là nữ hoàng trắng ám và tím, thì thực ra đấy là do một số anh em mua sai cây. Chứ còn riêng dòng nữ hoàng 28 này, anh em mua chuẩn cây, chuẩn con giống như kiểu em chia sẻ thì đảm bảo với anh em lên ám mà sang ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì gần như là trắng tinh luôn nha các bác nhá. Từ đây em mời cả nhà xem nữ hoàng 28 này, một trong những cây chủ lực của vườn em, khá là nhiều. Anh em có thể thấy em bán mãi nữ hoàng và cực kỳ nhiều. Thì đây em sẽ đi luôn vào cái đơn số 5 này. Đơn số 5 là một em nữ hoàng 28, 400.000 này. Rất là khỏe đẹp nha anh em nhá. Rễ vừa mới ra rồi, em lách xuống rễ này các bác nhá. Đấy, đơn số 5 này 400.000. Em chuyển sang đơn số 6. Đây là con số 6 này khá rẻ này cả nhà này. Rễ đang ra 4 năm rễ rồi. Em lách xuống em chia sẻ anh em là 400.000, dài đẹp chưa cả nhà. Con này quá rẻ này. Em chuyển sang đơn số 7. Đấy. Đơn số 7 là 500.000. Rất là rẻ đấy anh em sưu tầm nhá cả nhà nhá. Anh em nhanh tay ý nhá. Không nhanh tay là hết ngay đấy, nữ hoàng 28 ấy. Đơn số 7 500. Đơn số 8 là 550.000. Rẻ đẹp này. Hôm nay rẻ quá nhỉ. Đấy. Rẻ đẹp, nõn mở, dễ khỏe. Chục cái dễ rồi. Đơn số 8 này 550.000. Ui, đơn số 9 này 20 mấy sen này rồi. Cả nhà nhá. Đây ạ. 20 mấy sen rồi. Dễ đang ra đẹp luôn. Em bán 600.000. Đấy, riêng hôm nay thì nữ hoàng 28 là giá rẻ nhất trong mọi hôm. Và từ hôm sau là cũng không có giá nữ hoàng 28 rẻ như hôm nay nữa nha anh em nhá. Nên hôm nay anh em phải nhanh tay. Bây giờ anh em chuyển ra dòng mắt đỏ đi, huyện lại thêm một cái huyền thoại của Tân Lạc Hòa Bình nữa. Mắt đỏ cánh bầu của Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình nha anh em này. Đấy, vừa nở năm nay này anh em. Cánh bầu đẹp mê ly luôn. Mà giá rẻ thì không còn ở đâu rẻ hơn nữa rồi. Đơn số 10 của em 150.000. Chậu 2 kỳ mắt đỏ này. To khỏe đẹp nha anh em nhá. 150.000 này. Em chuyển sang đơn số 11. 150.000. Kỳ cắt khúc ươm tự nhiên.
một cặp hai con. Em chuyển sang đơn số 12 nhé các bác nhá. Đấy, cũng 150.000. Đơn số 12 mắt đỏ cánh bầu của Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Anh em thấy giá yêu thương chưa? Quá là yêu thương luôn. Nếu năm 2019 thì kỳ mắt đỏ này nó sẽ đắt hơn là kỳ 500 Phú Thọ năm nay anh em nhá, đắt gần gấp đôi. Riêng sang năm nay thì bây giờ là anh em nhà vườn mà bọn em đã bắt đầu nhân được ra nhiều giống rồi và chia giá sẻ với cả nhà với con giá yêu thương nhất để anh em sưu tầm để có để đến tay được với các bác. Với cái dòng mắt đỏ này, đơn số 13 này của em cũng 150.000. Cặp này đẹp này, nhà này khỏe đẹp, dễ trắng tinh luôn. Đơn số 14. Đơn số 14 là cũng là 150.000, một cặp hai kỳ nha anh em nhá. Đấy, anh em nhanh tay. Mắt đỏ màu đại của Đông Lai Tân Lạc Hòa Bình. Anh em sưu tầm con nào thì liên hệ với em. Bây giờ em sẽ chuyển sang dòng 5 cánh trắng Phú Thọ. Thì riêng dòng tất cả con giống ngày hôm nay của em, toàn bộ là những cái kỳ và những cái cây đều được làm và nhân giống tại vườn lan của em hết nha các bác nhá. Cho nên anh em phải yên tâm về con giống và chất lượng. Chuẩn 100%. Kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ ươm tự nhiên này tại vườn em cả nhà này. Em bán 1.200k. Đấy, kỳ to khỏe đẹp. Cắt khúc ươm tự nhiên. 1.200k. Đây anh em có thể thấy đây là dây rút buộc ấy đây. Em đã ra video để chia sẻ cách ươm kỳ với anh em rồi. Anh em nhìn cái là anh em là theo dõi cái video của em nhiều đấy, anh em có thể là biết luôn được. Đơn số 12, đơn số 16. 1.500k, con này to khỏe hơn. Anh em nhanh tay chọn con này thì quá là đẹp. Sắc nét luôn nha các bác nhá. 1.200k cho đơn số 16, một em 5 cánh trắng Phú Thọ. Em chuyển sang đơn số 17. Đơn số 17 đây kỳ dễ khỏe đẹp. Cũng 1.200k. Cho anh em nào nhanh tay nhất có thể sưu tầm. 5 cánh trắng Phú Thọ thì nở hết hoa vườn em nhé cả nhà nhá. Mắt đỏ nữ hoàng, mắt cua toàn bộ nở hoa tại vườn và kỳ này đã được cắt khúc tại những cái giò mẹ to đẹp và đang phát triển ở vườn em. Và đã nở hoa đi nở lại nhiều năm. Và đây bây giờ em sẽ chia sẻ dòng 5 cánh trắng HO. Một những cây quốc dân tiềm năng của Hòa Bình. Đây em mời cả nhà cùng ngắm 5 cánh trắng HO. Đây là bông 5 cánh trắng HO nở tại vườn em nhé. Cả nhà nhé. Đây ạ. Nở tại vườn. Thì đối với những cái chậu 5 cánh trắng HO này là kỳ trên thân. Cây mẹ đã hoàn toàn nở hoa tại vườn em rồi. Cho nên là chế độ bảo hành cho anh em là tuyệt đối. Đấy. Cây do em lách. Kỳ do kỳ cây giá thể lách liếc toàn bộ do tự tay em trồng và chăm sóc hết. Cho nên là anh em yên tâm về chất lượng con giống cũng như là nguồn gốc của cây giống đã nở hoa ở vườn. Thì giá của em làm ra được thì giá rất là yêu thương. Một con kỳ cả nhà này 8 sen giá đẹp luôn cho anh em ngày hôm nay. Khỏe lực nõn mở nha các bác nhá. 12 triệu của em kỳ 8 sen này. 5 cánh trắng HO. Đấy em chuyển sang cái đơn tiếp theo đó chính là đơn số 19. Đây một kỳ HO rất là khỏe đẹp cả nhà này. Nõn to mở khỏe. Đơn này cũng 12 triệu. 8 sen. 8 sen nha các bác nhá. Đấy bây giờ em sẽ chuyển sang dòng Hồng Yên Thủy. Hồng Yên Thủy thì anh em xem ở kênh của em thì anh em biết rồi. Quá là nhiều Hồng Yên Thủy nở rồi. Và những con kỳ này cũng là tại kỳ tại vườn em luôn. Cắt xuống để trồng. Cho nên anh em yên tâm về cây mẹ là cây nào cũng là hoa. Anh em nào mà theo dõi kênh của em nhiều thì biết rồi. Về cây Hồng Yên Thủy rồi. Đây cây này của em là 9 sen nha các bác nhá. Dễ khỏe trắng muốt này cả nhà này. Dễ khỏe trắng muốt xanh đen luôn. Thì đối với em Hồng Yên Thủy đơn số 20 này của em là em bán 9763 là 63 triệu để anh em về làm kinh tế. Cây thì anh em có thể nhìn về cây và lực, về độ tiềm năng. Và cây tiếp theo của em đơn số 21 cũng là Hồng Yên Thủy 9 sen 63 triệu. Con này được lách trên thân mẹ đã nở hoa cũng 9 sen đấy cả nhà nhá. Là 63 triệu. Thì tổng hôm nay của em thiện là có 21 đơn. Anh chị em yêu lan cũng như là siêu tầm cũng như là đầu tư kinh tế, cả nhà yêu thương đơn nào thì các bác vui lòng gọi điện thoại qua cho em số điện thoại em sẽ để trực tiếp ở trên bài để anh em liên hệ nha các bác nhá. Hoặc là anh chị em có thể là comment số điện thoại của cả nhà lại, chốt đơn bao nhiêu. Nếu đơn đấy còn thì em sẽ trực tiếp gọi điện lại cho các bác. Còn nếu đơn đấy đã hết rồi thì em sẽ không gọi điện lại nữa. Cho nên là anh chị em chủ động liên lạc giúp em. Hoặc là nếu anh em không thấy em gọi lại
Với cái đơn anh em chốt là cái đơn đấy em đã bán rồi, thì cả nhà thông cảm cho em sẽ không gọi lại nữa. Em rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Lan Xứ Mường của em. Thì anh em yêu thương ở đơn nào thì liên hệ cho em nha các bác nhá. Đây những chậu hồng nguyên thủy nãy vườn này cả nhà này. Anh em đến với em thì rất là nhiều hồng nguyên thủy. Đây, toàn bộ chậu mẹ đều đã nở hoa. Đây, chậu này đang có nụ chuẩn bị nở này. Chậu này hôm vừa rồi nở hoa rồi này. Em cũng không phải giới thiệu nhiều bởi vì anh em đã xem qua kênh của em, theo dõi kênh của em nhiều rồi, nên mua hàng hiếc thì quá là yên tâm rồi. Thì em cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã xem và theo dõi hết video của em nhé cả nhà nha. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ạ.